Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu chọn bộ phụ tùng làm xe 4 bánh xe điện. Động cơ có thể sức tải từ 3 đến 4 người và các cái mẫu bánh xe. Đây là hai bộ động. Đây là bộ xe sử dụng hoàn toàn bằng lá nhíp để giảm sóc, hoặc các bạn có thể tham khảo cái hệ thống treo giảm sóc ở một cái video trước để thay thế cho bộ nhíp. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu qua cái bộ phụ tùng này và cái cấu hình kích thước của nó. Trước tiên thì mình báo giá tổng thể chỗ phụ tùng này chưa bao gồm bánh và nhíp, giá là 7.200.000 đồng, chưa bao gồm bánh và nhíp nhé. Còn các cái phụ tùng thì cầu sau là sử dụng cầu có số mạnh và số nhanh và số chậm. Động cơ đây là 48V 800W, rất là khỏe. Có thể lựa chọn là 60V cũng được. Và bộ điều khiển, một bộ chân ga, tay đảo chiều, bộ chân phanh và tay phanh. Chân phanh và tay phanh thì đều có phụ kiện đi kèm theo. Ở đây mình sẽ không để cái phụ kiện đấy ra đây để nó tránh rối hình. Nếu như các bạn cần xem cái cách thức nắp cái chân phanh thì các bạn vui lòng xem ở một cái video sau. Cầu trước là loại cầu thẳng và hệ thống lái bình thường cơ bản. Các cái mẫu bánh xe thì có thể lắp đặt thì rất nhiều loại, mẫu 300-10, 350-10, vành nhôm, vành sắt, mẫu 350-10 vành nhôm, 400-10 vành nhôm, 450-10 vành nhôm, 135/70 R10, 125/70 R12, 145/70 R12, có rất nhiều loại bánh. Các cái loại bánh xe này mình sẽ giới thiệu vào trong một cái video khác về các cái thông số đường kính và chiều rộng để nó tập trung, nó không bị noãn cái video. Chủ yếu là trong một cái video này mình sẽ giới thiệu về các cái phụ tùng tối thiểu để làm một cái xe, thì bao giờ cũng phải có cầu sau, cầu trước, hệ thống lái. Nếu như động cơ điện thì phải có điều khiển chân ga, tay đảo chiều, phụ kiện phanh chân, phanh tay. Hệ thống giảm sóc thì có thể sử dụng là giảm sóc treo hoặc nhíp. Nhíp thì nó rẻ hơn. Và bánh xe. Còn cái chiều rộng của cái cầu này thì có rất là nhiều loại. Từ 50cm cho đến 1m06. Kích thước là chưa tính bánh. Tính bánh thì thêm 10cm nữa. Các cái lỗ bánh này thì các bạn lưu ý về các cái mẫu lỗ bánh này. Thì tất cả các loại cầu của mình thì lỗ từ đây sang đây đều là 7cm tính theo tim. Từ đây sang đây là 9cm, 10cm tính tim ốc. Và cái lỗ tim này là 6.3cm. Đấy, cho nên là khi các bạn có bánh rồi thì cứ ướm theo cái kích thước đấy thì sẽ tính được là nó có vừa cầu hay không. Đây là cái bộ tay để sang số nhanh và số chậm. Số này là có mục đích là khi mình đang ngang dốc thì mình có thể về số để mình lên được. Còn nếu như không có số thì việc khởi hành ngang dốc sẽ rất gặp nhiều khó khăn. Đấy. Còn đây là cái bộ tay để sang số, đây là sang số, số tiến, số lùi và mo. Đấy, cái mẫu vô lăng này là vô lăng đường kính 36cm,
Vô lăng này thì hiện tại bên mình cũng có 3 loại khác nhau. Ở trong video này thì mình sẽ đặt cái vô lăng này mặc định. Và các bạn muốn thay đổi mẫu khác thì các bạn sẽ xem thêm trong website xe điện motor điện.com mình có. Cái chân phanh này có phụ kiện đi theo các bạn nhé, phụ kiện đầy đủ để làm, và cái tay phanh cũng thế. Trong cái giới hạn video mình bày ra thì nó nhiều đồ quá, mình sẽ không nói được hết. Phần hệ thống lái này thì ở một cái video trước mình đã có quá nói về các kích thước của hệ thống lái. Các bạn hãy xem lại cái video trước của mình, có kích thước từ đây đến đây bao nhiêu, từ đây đến đây, kích thước chiều dài và cách lắp đặt thì mình đã nói ở một cái video trước. Đối với cái cây cầu trước như thế này thì cái phần ống lối từ đây qua bên ống lối qua bên kia mình không làm sẵn, bởi vì nó có quá nhiều loại cầu chiều dài ngắn khác nhau. Từ 50 cho đến 1m06 là nó có khoảng 10 đến 15 loại. Thì mình hàn sẵn vào thì sẽ rất là vất vả, mà khi mà khách hàng mua thì lựa này loại ngắn loại dài, loại ngắn loại dài thì cũng không có gì khó khăn. Người ta cứ về làm một cái ống kẽm 60, dày 1 ly 9 đến hơn 2 ly, 1 ly 9 là đạt rồi. Thực tế ra thì nó cũng không thể nào gãy nổi. Đấy. Còn đây là lá nhíp. Nếu mà mình dùng ít thì dùng lá nhíp 4 lá như thế này, dày hơn, hoặc là dùng hệ thống treo. Hệ thống treo thì các bạn có thể xem video trước. Giá của một bộ hệ thống treo là 1,2 triệu một bộ. Thì thằng đấy nó quá là chất rồi, êm. Còn mình làm chơi chơi thì có thể dùng nhíp cũng được, nó đơn giản dễ làm. Đấy. Phần chân ga thì đây là chân ga để trên sàn, dễ làm, đơn giản, cứ đặt trên sàn bắt ốc vào là xong. Đấy. Ngoài ra thì chân ga mình còn có loại treo, treo từ trên treo xuống giống như kiểu là của xe ô tô bình thường, tức là bắt ở trên xả xuống. Thì cái loại đấy thì các bạn cũng có thể xem thêm cái mẫu mã ở trong website xe điện motor điện để các bạn lựa chọn. Giá của chân ga là bằng tiền nhau, các bạn lựa chọn loại nào thoải mái. Đấy. Tất cả những cái phụ tùng của bên xe điện của mình thì tất cả các cái phần điện bao giờ cũng đấu nối sẵn cho khách hàng, để tránh đấu về nhà khách không làm được, nhầm lẫn và gây hỏng hóc. Ngoài ra thì trong cái bộ này còn kèm thêm một cái đồng hồ báo điện. Thì các bạn lưu ý là giá mình báo ở đây là giá không bánh không nhíp là 7.250.000 đồng. Đấy, thì bao gồm cả đồng hồ. Đây là mẫu bánh 400-10. Mẫu bánh này là rất đẹp. Lốp vuông bản là 10 cm, đường kính là 45 cm. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua cái số điện thoại là 0983818955 hoặc là Zalo cùng số. Các bạn mua loại bánh nào, sử dụng nhíp nào thì các bạn xin lưu ý để mình tính thêm tiền báo giá một thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.